Xin chào, hôm nay đại lý Toto Tuấn Đức xin giới thiệu mẫu bồn cầu thông minh Toto CS911VT TCF87220GA. Đây là dòng bồn cầu mới ra mắt vào quý 4 năm 2023, thuộc bộ sưu tập NeoRest. Cùng dòng NeoRest LS có 3 mẫu với 3 đường line và remote màu bạc, vàng và đen. Mẫu đang được giới thiệu chính là mẫu sơn viền màu đen và remote màu đen. Dưới đây là thông số kỹ thuật cơ bản của mẫu bồn cầu NeoRest này với hệ thống xả Tornado, màu bảng điều khiển remote đen, lượng nước sử dụng đại tiện 3.8 lít, tiểu tiện 3 lít, tâm xả thoát sàn 325 mm, kích thước dài 7.25, rộng 4.21, cao 4.97 mm. Mẫu này với thông số khá tiêu chuẩn, phù hợp hầu hết các nhà vệ sinh. Nhưng đây là mẫu bồn cầu điện tử thì nên có phòng tắm, có vách kính riêng hoặc khu vực nhà vệ sinh khô ráo. Sản phẩm gồm 3 bộ phận riêng biệt lúc nhận hàng và do với 3 bộ phận sẽ có 3 xuất xứ khác nhau. Thân cầu CS911VT xuất xứ Nhật Bản. Nắp washlet TCF8720GA xuất xứ Malaysia. Bích nối sản T53P1VR xuất xứ Việt Nam. Với nắp điện tử thì cần có sẵn nguồn điện 220V với ổ cắm 3 chấu vuông. Và đây là một sản phẩm rất an toàn khi chúng ta sử dụng trong nhà vệ sinh. Các tính năng nổi bật bồn cầu NeoRest LS. Hệ thống xả Tornado, hybrid sinh thái siêu mạnh, siêu êm, tiết kiệm nước. Đây là chế độ xả xoáy cao cấp, giúp đường cấp nước thiết kế đẹp hơn và thẩm mỹ hơn. Có bảng điều khiển từ xa. Đây là mẫu remote cao cấp bằng kim loại, màu đen sang trọng. Công nghệ khử trùng e-waterproof, vòi rửa, lòng bàn cầu, bệ ngồi. Tính năng mới này giúp khử trùng phía dưới nắp bồn cầu, trong lòng khẩu và tự động phun vệ sinh theo cài đặt. Tự động đóng mở nắp, sưởi ấm nắp ngồi, khử mùi, sấy khô. Vòi rửa phun bọt khí, massage đa chức năng. Xả nước tự động. Bồn cầu cảm nhận được chúng ta sử dụng đại tiện hay tiểu tiện và gần như sở hữu hầu hết các tính năng cao cấp nhất. Với thiết kế đường nét khá đẹp mắt, phần thân cầu dưới hoàn toàn sứ 100%. Hiện tại đang được cung cấp tại hệ thống showroom Toto Tuấn Đức. Quý khách cần mua hàng liên hệ hotline 0933322 hoặc truy cập website www.tdm.vn. Cảm ơn, xin hẹn gặp lại.